Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là thánh thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, thầy đã bình an của thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng sao suy và đừng sợ hãi. Đó là vì thử thách để
chúng ta quay về niềm tin trong lòng, lòng thật chất vào lời Chúa. Lời Chúa có sức mạnh và uy quyền sẽ giải thoát chúng ta khỏi tình trạng đau khổ và thắp lên trong chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta còn có thánh thể là quà tặng tuyệt vời của Đức Giêsu khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Rồi Ngài nói thêm: bánh ta sẽ ăn chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Trong bài giảng về bánh hằng sống này, Chúa Giêsu đã mặc khải các tính của Ngài. Ngài không chỉ là một người bình thường mà là con Thiên Chúa, người được Chúa Cha sai đến, người xuống trần gian để cứu độ nhân loại. Chỉ vì người, chỉ mình người mới có thể mang khải cho chúng ta trọn vẹn về Thiên Chúa là Cha, và ai tin vào người thì có sự sống đời đời. Thần Hồng Cha người Đức, Đức Hồng Y Cajardo, trong cuốn sách Gospel Fundamental de Sola Fide có nói rằng: nơi Thiên Chúa qua tặng, người tặng thì giống nhau. Khi Chúa không ban một cái gì, một vật gì mà Ngài ban chính mình cho chúng ta, chính nhờ qua là chính Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Chính trong thánh thể và lời Chúa cho chúng ta sức mạnh và sự dũng cảm để chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến tại thế này. Một cuộc chiến không khoan nhượng, không có hòa, chỉ có thắng hoặc thua. Một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa thánh thiên và tội lỗi, giữa Đức Giêsu Kitô và ma quỷ, giữa nước trời và thế gian, giữa những Kitô hữu và những người không thuộc về Đức Kitô. Đó là một cuộc chiến một mất một còn. Thế nhưng để thắng được cuộc chiến này, chúng ta phải có sức mạnh và dũng mãnh như ông bà người. Sức mạnh ấy được ký túc từ lời Chúa và Thánh Thể. Đức tính thứ hai chúng ta có thể học ở nơi Chúa dẫn hôm nay, đó là can trường và uy năng. Chúng ta có cả ngàn mẫu gương và sự trợ giúp để chúng ta có được sự can trường và uy năng này, khởi đi từ các thánh tử đạo trong giáo hội, nhất là các thánh tử đạo Việt Nam. Các vị tử đạo đã có một đức tin mạnh tuyệt và kiên trường, sâu xa và trung thành với Thiên Chúa hàng sống. Đức tin của các ngài mạnh đến nỗi không một sức mạnh trần gian nào có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu với Đức Kitô. Với đức tin mạnh mẽ và ý chí cao trường, các vị tử đạo sẵn sàng giữ đạo Chúa trong trọn và tuyên xưng danh Chúa trước mặt thiên hạ, dù bị đe dọa, tra tấn với muôn khổ hình dã man, ghê rợn, dầu đầu phải đơ, máu phải chảy, các ngài vẫn cam chịu miễn sao bảo tồn đức tin nguyên vẹn. Mà trong mấy ngày gần đây chúng ta đọc trên mạng, chúng ta được thấy gương có thể nói sự tử nạn của cha Giuse thanh dòng David đang ngồi giải tội đã bị chém hai nhát dao, đi tới ngàn gương chết ngàn lần. Chính những cám dỗ và phẩm chất của con người trong xã hội hôm nay, vật chất, tiền bạc, đồng tiền đang trở thành một quyền lực để chi phối toàn bộ đời sống con người. Nhiều người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để biến nó thành tội và tàn ác, nào là lừa gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ để có tiền. Nhất là trong đại dịch vừa qua, chúng ta thấy cái bộ test của Việt Nam
để rồi đưa tới sự tàn ác. Và còn nhiều người công giáo chúng ta nữa cũng bị cuốn hút vào ma lực của đồng tiền để dễ đánh mất đức tin và xa đời giả hộ. Thêm vào đó, những bất công, những lạm quyền, những giả dối lan tràn, đạo đức suy thoái, lương tâm và nhân phẩm bị xúc phạm. Sống trong môi trường như thế, nhiều người lầm vận rằng người ta gian dối thì mình trung thực là thua thiệt. Người tôn giáo cũng phạm tội như những người chưa có đức tin, để đẩy lối sống của họ trở thành lối sống hưởng thụ ích kỷ. Lối sống hưởng thụ của cá nhân, biến người khác thành món hàng để chiếm đoạt và mua bán. Thế nên trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên án mạnh mẽ về nền văn hóa vứt bỏ. Ngài nói nền văn hóa vứt bỏ này đã khiến chúng ta trở thành vô cảm đối với tất cả mọi người và mọi tạo vật. Ngày đầu năm Nhâm Dần, tôi mời bảo bạn chị em cùng tôi học ở nơi Chú Dần. Ông Ba ơi, Chúa Thể Sơn Lâm này những đức tính, sức mạnh và dũng cảm, mạnh mẽ, can trường và nghiêm nghe như ông Ba ơi, để chúng ta giữ vững đức tin, chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến mà phần thắng chỉ thuộc về những ai theo sát Đức Kitô và theo Ngài đến cùng. Đầu năm mới cũng nhân đây, tôi xin gửi lời chúc đầu xuân Nhâm Dần tới quý vị thường vụ ban hành giáo, ban điều hành các giáo họ, ban trị sự các giới, ban phục vụ các đoàn thể, các cộng đoàn và tất cả mọi người trong giáo xứ, tất cả các anh chị em công nhân di dân đang sống tại vùng đất này, kể cả những em thiếu nhi, những người đau bệnh đang nằm tại các gia đình của mình, cả những em bé đang trong bào thai nơi tung lòng của mẹ mình. Một năm vừa đủ hạnh phúc để luôn vững vàng trong đau khổ và buồn phiền, vừa đủ thử thách để luôn kiên nhẫn mà không lùi bước, vừa đủ muộn phiền để thật sự tỉnh táo và biết phân định, vừa đủ hy vọng để không bao giờ thất vọng, vừa đủ thất bại để biết khiêm nhường và khó khăn, vừa đủ thành công để còn nhiệt tâm mà không tự mãn, vừa đủ vật chất để hàng ngày dùng đủ và biết chia sẻ cho người nghèo, vừa đủ nhiệt tình để sẵn sàng hăng say làm việc giáo hộ, và cuối cùng luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa đấng chúng ta tôn thờ. Amen. Xin mời.